đây là hai con ngao. Đây là những con ngao vừa nhập từ bờ biển lên đây. Trước mắt chúng tôi là đê biển. Còn xa. Trong đoàn có một vận động viên đang chạy marathon. Chúng tôi đang đứng tại bến Giao Hải, một chợ cá của vùng. Do chúng tôi đến hơi muộn nên là chợ cá là bắt đầu vắng rồi. Wow, các bạn ấy đang đi thu được một đống những cái vỏ ốc. Rất nhiều vỏ ốc. Wow, đây là những chú bè bè vừa được mang dưới biển lên đây. Bè bè loại này là vẫn là nhỏ cô ơi? Nhỏ, nhỏ. Này nhỏ, còn loại to dài ra trắng rồi. Thế à? Đang mùa hay sao mà to thế nhỉ? Đang mùa. Chú Sam là một đôi rất là to. Một đôi Sam. Đây là hành trình đạp xe về. Lúc này là 7 giờ 15 phút. Trời đã lên đẹp quá. Ông đang làm thuyền nan đấy. Đây là chúng tôi đang đến thăm cơ sở làm mắm. Hôm nay trời nắng nên là các ô mắm được mở ra. Mắm nổi váng này là mắm chín rồi đấy anh. À, nghe là mắm này là có thể chúng ta mang đi chấm được luôn đấy. À, đây là bể mắm tôm. Có một mùi rất là đặc trưng. Tiếp theo là chúng ta sẽ trải nghiệm đi ra cơn lũ. Rất nhiều người nào thì túi nào thì bao tải thì đi bắt ngao đây. Sau vụ càn quét này chắc còn không còn một ngao ở đây nữa rồi. À, đây là hai con ngao. Wow, ngao tự nhiên này ăn ngọt liếm, còn đây mình nướng thì thật. Thế nào con thích không? Có thích không?
đi bên nhau không? Chú bé này thì cho ra biển thì rất là thích nghỉ. Lúc này là 11 giờ, 13 giờ. Chúng tôi đang tiệc rồi. Chúng tôi đang tiệc ở trên bãi cát ở Cồn Lu này. Ra đấy nó rất là đặc sản, có một chút cáp này. Rùi này là rùi biển đúng không ạ? Chưa kịp ráo nước biển nữa đã được cho vào nướng rồi. Trái đất. Lúc này là 16 giờ rồi nhưng mà vẫn còn đứng ở bờ biển hóng gió đây. Đây là rừng ngập mặn xuống vẹt ở khu vườn quốc gia Xuân Thủy. Kết thúc hành trình đi thăm rừng ngập mặn. Cập bến.